Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình lên vườn Đà Lạt. Đây, vườn rất là rộng đây mọi người nè. Vô tình phát hiện ra một cái cây nó đang nở bông. Cây này là một cây bệt mới. Mời mọi người xem qua nha. Mũi trắng tinh đúng không? Và cái độ bệt của nó nè. Chúng ta nhìn đi, Nguyễn không nói đâu. Nhìn nha, mọi người hãy ngắm. Đó. Và cái cây này là một cây mới tinh luôn mọi người, chưa có tên, đang có nụ nè. Thì cây này thì ngay ngay chiều nay thì Nguyễn với Bách cũng mang về đồng xoài luôn, mang về đồng xoài luôn và sẽ nhân giống cho những năm sau nha mọi người nha. Ở đây thì chỉ có một chậu thôi nên các cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cây, chúng ta đừng hỏi mua nha. Từ từ sẽ nhân giống trong vòng 2 năm. Mình không có diễn tả nó như thế nào, mình chỉ quay cho mọi người xem thôi nha. Đó, mọi người xem tự đánh giá. Nhưng mà nói quá thì nhiều khi lại mọi người lại kêu là em tân bốc hay là diễn tả quá lố đúng không? Chi bằng như vậy thì cứ quay rõ cho mọi người xem là hay nhất. Rất là vui khi phát hiện ra một cái cây mới. Rồi, có một chậu thôi cả nhà. Có một chậu thôi và tụi em sẽ nhân giống trong vòng 2 năm tới để có giống chia sẻ cho mọi người ha. Cây này hiện tại chưa có tên cả nhà mình nha. Rồi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong những video sau. Khi nào cái cây này nó nở full hoa, mình sẽ lại quay lại một lần nữa cho mọi người xem nha.